Lại xin chào toàn thể các bác có niềm đam mê thích đánh chim trên toàn cả nước nhé, đặc biệt là các bác làm thợ đánh vạc. Ngày hôm nay thì hai anh em chúng tôi là đang cho vạc ăn để chuẩn bị buổi tối ngày hôm nay là chiến đấu đây. Ở trong cái video của ngày hôm nay thì cũng xin giới thiệu cho các bác là về cái mẫu lưới đánh vạc. Đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng lưới đánh vạc hoặc là keo đánh vạc ấy, thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại để ở góc màn hình video. Lưới đánh vạc này thì báo cáo đối với các bác là nó sẽ có hai khổ. Đấy, một khổ là 4 diềm 3 túi, một khổ là 5 diềm 4 túi. Thì hiện tại cái bàn em và ông anh trai đang đánh đây thì là sử dụng đều là chung hai khổ lưới. Đấy thì mỗi cái thì nó có hay một kiểu các bạn. Đối với các bác ở đồng thụt ý, thì các bác lên chơi cái loại là 5 diềm 4 túi. Thì lưới nó cao thì các bác phải đánh ở trên cái cọc là xào là 6-7 mét. Còn ví dụ các bác đánh cái loại 4 diềm 3 túi thì các bác đánh 6 mét nhé. Và khi ở trên những cái ruộng mà ví dụ ruộng lửng như này, đồng cao, ví dụ mặt kia cao hơn thì em đánh là 4 diềm 3 túi đây. Thì khi đánh 4 diềm 3 túi thì cái giá tiền các bác bỏ ra mua lưới thì nó rất là rẻ. Đấy, nó chỉ có vài trăm nghìn đồng thôi. Còn khi mà các bác đánh ruộng thụt ấy, muốn cái lưới cao thì lại phải mất thêm tiền. Đấy, con lưới này thì giới thiệu chi tiết cho các bác một chút này. Lưới này thì mắt lưới của nó là mắt 12, đấy, sợi lưới là 20. Hàng lưới này là hàng lưới biên đôi. Hàng này thì sẽ bảo hành cho các bác là khi mua về là nó sẽ không bị chạy mặt này. Cái thứ nhất là búng lưới sợi rất là dai. Đấy, con vạc thì thực tế ra mà nói thì nhiều các bác bảo là nó không đạp. Đấy, nhưng mà thực ra nói nó đạp rất là ác. Đấy, các bác khi nào phải làm ở ngoài đồng đánh ví dụ thực tế như em này thì mới biết được là cái con chim nó vào lưới nó kiểu như thế nào. Còn lưới vạc này thì ví dụ cái tay 5 diềm 4 túi đây các bác này. Đấy thì tất cả những cái dây diềm này nhà em đều chạy cho các bác là dây diềm cước đúc. Đấy, ưu điểm khi các bác đánh cái dây diềm cước đúc này con chim nó vào thì nó có độ nhún nhảy, nó khóa con chim ngay. Thì con chim nó sẽ không trèo được. Thường thường là con vạc vào thì nó sẽ bị thõng hai chân bên dưới và nó vung cánh lên nó sẽ mắc vào những cái mắt ô mắt này. Đấy thì các bác sẽ bắt được. Còn về cái lưới này thì nó có hai khổ, một là khổ 100 và hai là khổ 50. Khổ 50 thì làm 3 cọc, thì hiện tại em đang đánh khổ 50 đây. Và khổ 100 thì là 5 cọc. Đấy, hàng này thì ngoài đánh vạc ra thì các bác có thể đánh chung thêm là con te vàng, con cò mỏ đen đi đêm. Đấy. Còn bàn vạc đánh lưới thì nó khá là đơn giản thôi. Đấy, cái thứ nhất là ưu điểm là các bác không phải đầu tư mồi nhiều. Đấy, chỉ vài con mồi thôi. Và cái thứ hai nữa là sự đầu tư thì nó sẽ không nhiều như là những cái bàn đánh dập. Đấy, vạc mồi nuôi rất là ít, đây chỉ có vài con vạc thôi. Đấy, cái thứ hai nữa là lưới quay xung quanh thì chỉ cần hai tay 50 thôi. Ví dụ đánh ở trên cái ruộng một xào như thế này. Còn loa đài đánh vạc thì các bác có thể sử dụng toa Indo, đấy, hàng 10W hoặc là loa chất kèn đánh tiếng cắn. Đây là cái tay 4 diềm 3 túi này. Hàng này thì cũng rất là chất lượng. Đấy, hàng này tay này đánh từ cái vụ tháng 8 vừa rồi này. Đây vẫn còn từ nước nhuộm. Đấy, nhà em làm lưới thì bảo hành cho các bác từ là chất lưới cho tới nước nhuộm. Đấy, lúc nào nó cũng phải chuẩn, tuyệt vời. Khi các bác về đánh thì nó sẽ không bị phai màu. Đấy, còn hàng thì bảo hành từ chất lượng, chim vào đóng bám. Đấy, đến cái thứ hai nữa là chất lượng, đấy, sợi màu. Đấy, thì các bác đánh thì yên tâm đấy khi sử dụng. Còn ngoài ra ấy, thì năm nay nhà em có cắt thêm là con vạc giả đấy, bằng xốp này. Thì các bác có thể là tham khảo làm vài con đặt xung quanh mô bàn này để cho nó nhìn nó nhiều hơn thì con chim nó sẽ xuống mạnh hơn. Đấy, một video thì trong ngày hôm nay thì giới thiệu cho các bác là về hai cái mẫu lưới nhé. Đấy, một là mẫu lưới 4 diềm 3 túi, hai là mẫu lưới 5 diềm 4 túi. Còn về chiều cao mắt lưới nha các bác nhé. Chiều cao mắt lưới của cái lưới 4 diềm 3 túi này thì nó là 75 mắt. Đấy, còn hàng 5 diềm 4 túi của nó là 100 mắt. Đó, rất là cao các bác. Đấy, bởi vì con vạc này đánh thì mở khoang túi cũng rất là to. Đấy, mở tầm khoảng 90 cho tới 1 mét. Thì khi mà lên lưới 5 diềm 4 túi thì ví dụ mở 1 mét ấy, thì là 4 túi là 4 mét rồi các bạn. Đấy, còn ví dụ cái này thì nó hơn 3 mét này, nhưng mà bắt buộc nó vẫn phải đánh xào 7 mét. Đấy, 7 mét và cái lưới 4 diềm 3 túi thì phải đánh xào 6 mét trở lên. Nói chung là cứ phải đánh xào cao các bạn thì nó mới hiệu quả. Rồi, một video thì giới thiệu cho các bác là về lưới đánh vạc nhé. Để bác nào xem được video cần lưới để sử dụng đánh thì các bác liên hệ cho em. Bây giờ chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.